Đầu bếp đang còn là chế biến món thứ nhất cá mú ăn sashimi đấy nha. Hai phía đây là con xương trên giòn. Đầu bếp bên trái món thứ ba từ con đây đây có đi chụp chép Tuấn bên quán mới là lăng xê từ năm 1 đến năm 2 năm cái lần nào bán không chụp ba hai cái đều về các bạn đây là nha cái nhon này xếp coi là xếp này ở bên đại gia bất động sản bên đây này cái nhon này ở đây muốn đâu là mình ở đóng cái gì ôi này bên đây nữa anh dùng trong tay nữa. Dùng hẳn lên lén đánh băng đòi thằng bảy nhà mình có nha đầu lơi nào nào hấp ủa là một nạn ngồi ngồi lên bên cầu ghê bên trong anh ta đi em ơi sao chú đào cho tên muối để chặn về ngao với đó muối với bấm tay thì đúng không muối bấm bấm thứ chứ không có rồi đi nói chung là cái bàn thang rồi lại được ta đi à cái này được cái nữa không được cái nữa đây cái đi đóng nhà hàng được đó. Thế chú đào quá ấy. Đôi khi buồn đủ quá ăn hoang đi. Đủ quá ăn hoang đấy các bạn. Đây đẹp trai chưa? Chất lương à. Đâu có vợ chứ là chưa có vơ thì hắn đâu chứ không vơ thì hắn hết rồi rồi cái này là nó rồi từ từ ra làm gấp quá ăn có đủ mới đưa ra ngồi nghe lắm làm gấp cảm ơn chưa mất cả hả nữa à em mà thích tôm hùm nữa thế mà trong hôm là ok này tôm hùm tôm hùm sau khi tôi bóc lên cái nọ như thế này mùi tiêu chanh mà đây tôi cái nọ đủ được tiền mà anh đầu tiên mà cắt tiền mất tiền điện. Ai, cô à? Chép. Chép à? Chép. 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 Chép.